Bạn đã bao giờ chiếu hết đối thủ chỉ bằng một quân tốt chưa? Cảm giác thật là dâu mốt Trắng di chuyển hậu lên C2 Đen qua Cd8 chiếm lĩnh cột mở D Trắng qua Ce1 Đen đẩy tốt C6 Trắng ngủ dâng tốt A4 tiến đánh cánh hậu Đen để tốt G5 đuổi tượng Trắng chạy về G3 Đen nhảy mã H5 tiếp tục truy sát tượng Trắng thúc tốt tràn sang A5 chọc ngoáy nên nhảy mã về F4 cắm chốt trắng đẩy tốt B4 tiếp viện nên dâng tốt H5 đe dọa bắt chết tượng theo bản năng trắng đẩy tốt F3 mở đường cho tượng rút chạy nên thúc tốt tràn sang H4 tấn công tượng trắng chạy tượng về F2 thừa thế sông lên nên tiến tốt sang G4 đột phá cảm nhận thấy sự nguy hiểm trắng vào vua H1 để phòng có biến Đen lao tốt xuống G3 tấn công tượng. Trắng chạy tượng về G1 cố thủ. Không để cho trắng kịp thời củng cố thế trận. Đen tràn tốt xuống H3. Âm thầm chuẩn bị một mưu đồ đen tối. Thấy nguy. Trắng vội vàng ăn tốt lên H3. Tiêu diệt quân tốt nguy hiểm. Chỉ cho có thế. Đen lạnh lùng lao tốt xuống G2. Chỉ huyết trong sự ngỡ ngàng của trắng.